Ok, chào tất cả anh em chờ kênh DHG của mình hôm nay. Trở lại với con game đấu la với game ấy. Thì cái video mình sẽ hướng anh em kỹ năng ngày thứ hai. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng anh em kiếm một hoàn, hồn cốt, trang bị cũng như một vài nguyên liệu tính năng của game. Ok, trước khi vào cái tin chính của video ấy, mình nói về cái gói hồn hoàn đi. À quên, gói hồn cốt đi ấy. Mình nhớ ngày hôm qua mình chỉ thiếu có 700 hay 800 kim cương ấy, là mình đã mua được cái gói hồn cốt 8k kim cương nhá. Nhưng mà hôm nay khi có ngày ấy, mình làm tất cả nhiệm vụ tính năng của game ấy, mở được có hơn 200 kim cương. Trong cái bảng xếp hạng thì mình nhận được thêm 100 kim cương nữa. Tổng chỉ có gần 400 kim cương thôi, mình vẫn còn thiếu 300-400 kim cương nữa. Mở cái gói đấy còn tận là 5 tiếng nhá. Mở kể cả nó 15 hay 16 tiếng thì mình cũng không được đâu. Vì tất cả mấy cái tính năng mình đều làm hết rồi, kim cương ấy chắc chỉ còn trong cái huấn luyện thôi. Đây gần 2 tiếng mà được có 10 kim cương ấy, mình cứ cho 1 tiếng 10 kim cương đi ấy. 15 tiếng thì em chỉ được có 150 kim cương ấy, thì cũng không thể nào ấy đủ được cái gói hồn cốt nhá. Nhưng mà rất may em ơi, hồi sáng ấy, game nó gửi một cái thư quà bảo trì gì đấy mình không nhớ nhá, 500 kim cương rất là ngon em ơi. May là nó cho kim cương ấy, nó mà không cho kim cương ấy là mình tạch cái gói hồn cốt nhá. Cái game này nông dân ấy, theo mình nhá, anh em nên mua cái gói hồn cốt tím 2 sao. Nhiều anh em bảo ấy, trong cái huấn luyện này anh em cũng kiếm được cái món 2 sao nhá. Nhưng mà đây là phẩm lam nhá, phẩm lam thì lực chiến nó không tăng nhiều. Phẩm tím thì lực chiến nó phải tăng gấp 10 20 lần nhá, anh em chú ý cho mình. Còn cái gói đường tam mà khi anh em qua chương lam ấy, anh em đừng mua vội nhá. Anh em đợi đến ngày hôm sau ấy, gần hết cái thời gian có đường tam ấy thì anh em mới kích hoạt nhá. Kích hoạt thì nó lại đến cái gói đới ông bạch thêm 24 tiếng nữa. Tức là anh em sẽ có thêm hơn một ngày ấy, để mình tích kim cương mua nhá. Mở game này ấy, thì lúc đầu ấy anh em làm nhiệm vụ các kiểu được rất ít nhé, nhưng mà khi mà anh em đi map này leo mấy cái hoạt động này ấy, thì em sẽ được thêm khá là nhiều kim cương ấy. Như ngày hôm nay mình mua cái gói hột cốt là sạch kim cương không? Hôm nay mình đi map này đi tháp các kiểu lên tận 2k kim cương em ơi, rất là nhiều luôn đấy. À quên mất nhỉ, ngày hôm nay thì hình như là tầm chiều tối nó có thêm cái gói tân túi nhá, để nó được thêm mấy dương em ơi. Dương này mình nhớ là nó mở từ level 5 hay 10 ấy. Cứ mỗi 5 level là em sẽ nhận được quà nhá. Đây như level 40 ấy, thì sẽ được hồn lực 5.000 này, kim cương 108 này, bạc 10.000 ở đâu? Bạc đúng rồi 10.000. Vé chưa mỗi X2 nhá. Đây là level 40 nhá. Cứ 5 level là em sẽ nhận được một dương. Dương càng cao thì càng ngon ấy. Còn về cái hồn cốt ấy thì nó tăng lực chiến cực kỳ nhiều luôn. Đây cho em xem nhá. Bình thường một cái trang bị lam ấy, anh em sẽ được 3.200 lực chiến. Ở cái này là vũ khí tím nhá. Đây tím này. Một sao được 40k phải không? Nên làm được 3k9. Cái một sao này mở nó đá gấp 10 lần rồi nhá. Còn hai sao chắc chắn là nhiều hơn rồi. Đấy cái trang bị hai sao ở đây nhầm. Đây cái hồn cốt 2 sao phải không? Đây cái vũ khí này 65k. Đây cái tay gần 60k. Cái giày 65k. Đây nó tăng rất là nhiều chiến nhá. 6 món thì gần 400k. Mở cái con đới mộc bạch của mình ấy, ngày hôm qua mình chỉ có 200k chiến thôi. Mở ngày hôm nay mình lên hơn 600k nhá. Giờ mà mình tháo hồn cốt ra ấy, thì lực chiến con này ấy, thì nó cũng chỉ tầm 200 dưới rồi, rất là yếu luôn ấy. Đây cái con tiểu vũ cũng 200 này. Em thấy không? Cái con búp cùi mình cũng 200k chiến nhá. Vì cái con này nó có một cái hồn cốt tím này, một cái lam 5 sao nhá, lên được chiến mới tăng nhiều này. Đây là hồn cốt này 42k chiến. Còn cái xanh này nó chỉ được có 14k tính ra ấy. Hai cái này cộng vào ấy thì cũng được gần 70k chiến. Nếu mà không có không thì nó trừ đi 70k còn 130 ấy. Tức là ít hơn hai con này nhá. Đây hai con đến phụ mình là đang 200 này. Cái game này mình lưng độc con đới bông bạch thì đi mấy cái động nó thiếu đêm nhá. Nên mình đang lên thêm mấy con tiểu vũ đêm này. Ngày mai mình cay nghe con đứng bạch nhá, nhưng mà không ra. May là còn ra con tiểu vũ lên được 2 sao, rất là ngon em ơi. Đấy em có thể thấy cái tầm quan trọng của hồn cốt không? Nên chú ý nhá. Lông dân chú ý cho mình cái gói hồn cốt khi anh em qua chương 5 nhá. Ok, giờ mình sẽ nói về cách kiếm hồn hoàn cho anh em nhá. Hồn hoàn thì anh em ấn vào cái rèn luyện này, rồi vào cái phần liệp sát hồn thú. Cái này anh em chỉ cần chú ý cho mình như sau, rất đơn giản nhá. Khi mà qua ngày anh em chú ý mấy con hồn thú cho mình nhá. Đây ví dụ như con này là 3 triệu chiến đề cử không ấy. Nhưng mà ấy, hồi sáng mình xem nhá. Mình nhớ lúc đầu là lực chiến đề cử là 2k3 không? Nhưng mà mình xem có mấy con ấy
Lực chiến đề cử chỉ có hơn 1k thôi, mình đánh luôn nhá. Mình nhớ có tận 5 hay 6 con gì đấy, anh em chú ý nhá. Anh em cứ dò một loạt đấy, xem cái con nào lực chiến đề cử thấp thì anh em đánh. Đánh khi nào mà em không đánh được qua ấy thì mình bỏ qua, anh em vào nội bộ cho mình nhá. Đây anh em cứ ấn vào một cái bất kỳ nhá. Điều tra săn bắt này. Cái tổ độ này thì nó có hai loại nhá. Một là anh em đi ké. Đi ké thì nó sẽ không giới hạn. Hai là anh em lập tổ đội. Lập tổ đội thì nó chỉ được 10 lần nhá. Cái này thì lúc đầu anh em đi ké mình nhá. Cái này mỗi một con bot là một cái tổ đội riêng nhá. Đây như cái con bộ ngựa này thì tổ đội không ai phải không? Anh em cứ chuyển sang cái khác rồi anh em vào xem tổ đội nhá. Giờ gần qua ngày rồi mày. Gần qua ngày nhưng không có ai on nhá. Còn tầm tối mình thấy rất là đông nhá. Đây em thấy không? Hai người này. Xong em vào đi ké nhá. Đi ké thì nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên nó sẽ hiện lên cái bảng anh em được nguyên liệu và nó sẽ không tính cái điểm độ khó rồi nhá. Cái điểm độ khó ấy, thì để anh em tăng cái 5 cổ hồn hoàn lên ấy, điểm càng cao thì hồn hoàn càng ngon nhá. Khi mà hiện cái bảng không được tăng khó anh em bỏ nhá. Anh em đi mấy cái tổ đội đấy vào luôn này, nó không hiện cái bảng ấy, cái này thì anh em đi được nhá. Và khi mà anh em đi cái này thì nó cũng có hai trường hợp. Một trường hợp ấy là kiểu như là cái bạn chủ đội cái độ khó thấp hơn mình rất nhiều nên là bot đánh rất là dễ nên em qua được nhá. Còn trường hợp thứ hai là bot nó rất là cứng luôn, cứng kiểu như bạn ấy cũng đi ngang tầng của mình ấy lên cái con bot này rất khó nhá. Cái này đi trong 3 phút anh em mà không ý rất là tốn thêm nhá. 3 phút ấy thì 1 phút là anh em phải đánh được 33% và 30 giây ấy thì anh em phải đánh được hơn 16% nhá. Anh em tính đi, đây một lửa là 50% ấy, một lửa của một lửa tức là 30 giây ấy, anh em phải đánh đến cần này nhá. Mà hiện tại đã qua 40 giây rồi mà vẫn chưa được 1/4 đêm ấy, nên anh em out luôn cho mình nhá. Thế này đánh đến cuối chắc chắn là sẽ không đủ đêm ấy, nên anh em out trước để đỡ tốn thêm. Còn cái trường hợp mà anh em còn quá yếu anh em đánh qua ấy, thì mình cứ bon chen thôi. Anh em mà có thời gian phải không? Anh em cứ tìm độ như thế thôi. Đến khi nào mà anh em cảm giác kịch được ấy thì anh em chuyển sang lập độ nhá. Lập độ ấy thì anh em cố gắng ấy, anh em mời anh em top thì nó sẽ ok hơn. Vừa mình đi cái con nào nhỉ? Cái game này khi mà anh em đi cái con nào thì phải vào chỗ đấy mới thoát được nhá. Không thì anh em phải ra ngoài thì mới thoát được, rất là chán luôn. Cái game này có cái này nó hơi tù nhá. Cứ lần nào mình đi xong mình cứ phải ra ngoài thoát rồi. Và anh em mà quen với top phải không? Anh em bảo top mời anh em đi ké. Mà thường thường chắc anh em top sẽ không mời anh em yếu đâu. Thường thường anh em sẽ đi với mấy anh em ở ngang ngang chiến để leo cao hơn ấy. Còn về cái lớp đồ ấy anh em chỉ được 10 lần nhá. Như ngày hôm qua mình nói anh em cố gắng thêm anh em top ấy thì anh em đi lại nó sẽ ok hơn nhá. Đây ví dụ như mình lập độ không, mình thêm top cũng khá nhiều lên ấy. Khi mà mình chia mộ thành viên ấy đa số là top nhá. À quên, cái dưới anh em ơi mời hảo hữu nhá, mình nhầm. Đây 2k4 này, 2 triệu 4 anh em ơi, 2 triệu 3 này. Đấy đa số là top mình đều mời nhá, 2 triệu ấy. Thì anh em lúc đầu cũng không nhất thiết anh em phải mời top đâu. Anh em chỉ cần mời hơn mình tầm 300-400k ấy để mình đi thôi. Cái bỏ qua em mình không còn được nữa. Ơ khoan á, mình không còn lượt thì đi làm sao được nhở? Ờ đúng rồi, mình đã mắc rồi, mình không đi được. Mình không còn lượt, mình không được đi nhá, nhưng mà nó vẫn cho mình đếm đấy nhá. Khi mà anh em kiểu như mời thêm 400-500k lực chiến ấy, mà không qua được nữa thì anh em mời thêm mấy bạn lực chiến cao hơn nhá. Nếu mà anh em mà quen được với top thì đi này nó sẽ dễ rất là nhiều. Đây hiện tại thì mình độ khó mới có 100, gần 130 thôi. Hồn hoàn ấy 2600 đến 5900 nhá. Kiểu gì mình quét vài cái nó cũng ra cái trên 5.000 nha. Đâu mình thử quét cho em xem này. Cái lẻ mình bỏ qua đi. Hiện tại bây giờ nó vẫn chưa có con tướng bút lẻ nên cái đấy không cần đâu. Tăng phòng thủ này. Đầu trận tăng sinh lực tối đa bản thân. Cái này lúc đầu chưa cần đâu. Lúc đầu chủ yếu mình lấy đêm thôi. Đầu trận tăng phòng thủ này. Đầu trận tăng tấn công bản thân phải không? Ok nhá, mình sẽ càn quét này đi. Cố gắng ra luôn cái gần 6.000 năm đi. Ôi 5.003 không 6.000 luôn. 3.000 này. Cái này cũng chưa chơi sổ số đấy anh em ơi. Nó rất là có xác suất đấy. Đang 5.000 mấy giờ còn 23.000 này. Rất là chán luôn. 4.006 này. 4.004 này. 5.005 thôi tạm hết đi anh em ơi. Đấy. Nói chung cái vé lúc đầu anh em kiếm cũng khá nhiều nha. Cái này mình thấy anh em cũng không phải tích đâu. Thiếu thì em cứ xài cứ để lại tầm 10 vé ấy. Cái này càng lên cao thì chắc chắn là mình sẽ kiếm được cái hồn hoàn đeo cao rồi. Nhưng mà khi mà anh em lên cao rồi ấy, một con anh em chỉ lắp được chục cái loàn thôi, kiểu gì em cũng thừa ấy. Nên anh em có thể tiết kiệm anh được hay không cũng được nhá. Cái này nó không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Đây như bình thường mình sẽ tích tầm 20-30 vé ấy. Đây là quay cái video ấy, mình mới dùng cho em xem thôi. Bình thường là mình cứ để tầm 30 vé đấy.
Đấy, cái hồn hoàn này rất là đơn giản nhá. Cái tiếp theo là cái hồn cốt kiếm trang bị tím. Đây, cái thú triều hơi tiếc nhở. Cái này rất đơn giản nhá. Mình nhớ từ cái chương thứ 8 trở đi ấy, nó sẽ không có cái tỷ lệ ra cái trang bị nam, mà nó chỉ có cái tỷ lệ ra cái trang bị tím 1 sao hoặc là 2 sao thôi ấy. Cái này anh em ưu tiên đi cái chương cao nhá. Nói chung ấy, mấy cái tính năng ấy mà nó đi càng cao thì đồ ngon ấy, thì em cứ đợi đến cuối ngày anh em áp lực chiến, anh em đi nó sẽ ok hơn nhá. Như cái đấy phải không? Mình sẽ cố gắng mình đi kịch map ấy. Anh em đi map càng cao ấy, thì đi bot càng to, bot to thì em sẽ được trang bị ngon hơn. Mình nhớ là tại mình đi được cái chương 10 không? Cái này anh em không cần phải qua nhá, chỉ cần anh em đi đến cái chương 10 ấy là anh em đi được cái đấy là cái gì nhỉ? Mình quên tên rồi. Là cái thú triều nhá. Anh em qua cái chương 1 thì mình sẽ được đi cái chương 1. Cái game này thường thường là 10 level ấy. Bình thường các game khác ấy, 10 level nó sẽ tăng thêm một cái gì đấy nhá. Nên mình nghĩ chắc là lên cái chương 11 ấy, nó sẽ có tỷ lệ ra cái trang bị tím mà sao nhá. Đây là theo mình đoán anh em ơi. Nếu mà xui ấy thì khéo khi còn cao hơn nhá. Đây là hồn hoàn với hồn cốt, rất là đơn giản anh em ơi. Tiếp đến là mấy cái nguyên liệu trong tính năng nhá. Đầu tiên là phe này. Phe ngày hôm nay, ngày hôm qua mình ở búp đêm phải không mất nhá. Nó vẫn còn ấy. Còn mình không biết là mùa sau thì nó còn không. Đây tại mình đang top 9 nhá. Hôm qua là mình top 13 phải không? Đây hôm nay mình đã leo lên top 9 rồi ấy. Top 9 ấy, đây tại đang 8k điểm này. Mà cái bạn top 1 13k, tức là hơn mình 5k nhá. Bạn này chắc là để từ ngày đầu tiên ấy, cộng với lực chiến bạn này cao hơn mình một xíu nhá. Bạn này mình không biết là cầm nhận được chiến chưa. Hiện tại bạn này 1.600k nhá, tức là 1 triệu 6 chiến nhá. Mà cái bạn top 3 này phải không? Hơn 2 triệu chiến, đầy 2 triệu tư ấy. Chắc cái bạn này không gì nhá, mới được có 12k này ấy. Nếu bạn top 1 này ấy, mà không bị đánh ấy, thì chắc là sẽ top 1 này. Còn bị đánh ấy, kiểu gì cái bạn top 3 này cũng lên top 1 thôi. Còn mình chắc chỉ giữ được cái top 10 thôi. Cùng lắm mình lên được cái top 5 cũng được thêm 10 cái nguyên liệu không xin nhá. Quan trọng anh em chú ý cho mình cái thưởng điểm này. Đây 1k thì em sẽ được một dương, 10 cái điểm xốp. 5k ấy, được 2 dương cộng với 20 cái điểm xốp. Nói chung là 5k cũng rất là cù nhá. Quan trọng ấy, khi mà em lên 15k ấy, anh em sẽ được 5 cái dương cộng với 100 cái xu ve nhá. Cái dương này ấy, hình như là nó mở ra mấy cái nguyên liệu mà anh em tăng được chiến ấy. Cái này ở trong cái quay xuất sắc tí mình nói sau nhá. Đây và cái dương phe này phải không? Đây điểm phe càng cao ấy, được càng nhiều dương nhá. Dương này mình nhớ là mở được ra linh thạch rất là ngon em ơi. Để kết thúc cái này mình xem mở được bao nhiêu cương nhá. Đây còn một ngày 23 giờ nữa. Tức là bao nhiêu nhỉ? Cứ cho là 2 ngày đi. Cái này nó ra được 2 ngày rồi được 54. 2 lứa chắc được thêm tầm 54 lứa. Cứ cho là hơn 100 dương đi. Mình cứ cho 100 dương nhá. Đợi mình xem mở 100 dương ấy, thì sẽ được bao nhiêu kim cương nhá. Mình nhớ không nhầm là chỉ được có kim cương thôi. Đây em chú ý cho mình cái phe này nhá. Anh em mà không vào top 1 đến top 3 điểm rất ít, chủ yếu là mình lấy cái 15k điểm. Tiếp đến là cái cuối cùng rồi nhá, đế quốc lịch sử lâu đời sản vật phong phú này. Cái này quay xúc xắc em ơi. Cái này theo ý kiến mình nhá, anh em lên mua hết 10 kim cương hoặc là 20 kim cương ấy để mình quay lại nhá. Quay lại ấy, thì mấy cái nguyên liệu như là bạc hay là vàng ấy thì nó cũng không ngon nhá. Quan trọng ấy là mấy cái nguyên liệu như là cái ly hỏa thiết này hay là cái canh kim hổ phù nhá. Đây mình nhớ là có bốn loại này. Đây vẫn là cái cũ này. Đây huyền vũ nham nhá. Cái này thì em sẽ được tăng chiến ở ngoài cái điểm phe nhá. Đây anh em click vào cái phe không? Tinh túc phe anh em tăng mới đấy sẽ được thêm chỉ số nhá. Cái này thì nó có cả kháng bạo này, chính xác các kiểu như mày. Đây là có bốn loại nhá. Huyền vũ, chu tước, thanh long và bạch hổ nhá. Đây bạch hổ nó tăng kháng bạo này cộng với cái phòng thủ này. Còn thanh long ấy, mấy cái quái tướng cứ chạy liên tục nhìn rất khó nhá, chính xác này. Cộng với tấn công nói chung là nó tăng thêm chỉ số chính xác kháng bạo bạo kích các kiểu đấy anh em chú ý nhá. Đây hiện tại bây giờ cứ 2 cục là anh em sẽ nâng lên một bậc. Đây như này phải không? Từ 6 lên 7 tấn công này, chống đỡ thì từ 4 5 này, né tránh từ 8 lên 1. Nói chung ấy mấy cái mà nó tăng lực chiến mặc định như này ấy, thì anh em lên lưng nhá. Còn về cái hoạt động ấy thì ngày hôm nay nó có thêm cái rút đinh ba hải thần nhá. Cái này chủ yếu là cho anh em làm thôi. Đây hiện tại như là 22k thì anh em sẽ được cái vé cái x mấy kim cương thì phải nhỉ. Xong anh em sẽ được rút thêm này. Tổng cộng mà rút là 13 lần là anh em sẽ được cái hồn cốt cam này. Ôi cái này mình bỏ qua đây. Cái này chắc là chỉ có anh em nào lạp review qua mới biết thôi. Mình nói này có đôi khi sẽ sai đấy. Mình bỏ qua nhá.
Đây quan trọng là cái tường đá rú tiền nhá. Em chú ý nhá. Cái hoạt động này ấy, thì nó có thời gian mở cái nguyên liệu ấy, nó kiếm ở cái nhiệm vụ ngày lên mình ý, cái hoạt động này nó sẽ lặp đi lặp lại lên ấy. Anh em chú ý cho mình nhá. Cái tổng cộng là nó sẽ có 35 ô. Nó có 3 cái ô kim, 3 cái ô đỏ và 7 ô kim, còn lại là ô tím và lam nhá. Lam ấy thì em sẽ có tỷ lệ ra mấy cái nguyên liệu rất là cùi này, mình bỏ qua đi. Tím ấy thì nó được tỷ lệ ra cái búa vàng để em mở trong cái tường trong rồi nhá. Còn cam ấy, ngoài búa thì em được thêm kim cương, nói chung là được thêm vài cái nguyên liệu không ngon đâu, bình thường. Đỏ ấy thì em quan trọng nhá, đỏ ai có thì nhận ra cái vé quay X7 ấy. Cái này thì ra búa hay vé quay đều ngon hết. Tiếp đến ấy là cái kim nhá. Đây, cái kim ấy thì vẫn là cái búa cộng với cái vé quay nhá. Cái kim này ấy thì nó chỉ được nhiều hơn nguyên liệu nhá. Còn cái vé quay mình cái búa vẫn như vậy thôi anh em ơi. Quan trọng là cái tường trong này em ơi. Cái tường trong ấy, cái đầu tiên này cú nhất nhá, cái cú nhất thì nó cũng có cái tỷ lệ ra cái vé quay X7 này. Đến cái tím không, anh em chú ý nhá, anh thấy gì không, dương hồn cốt ưu nhá. Cái này không biết là chọn hay là giam do, mình nghĩ là giam do nhá. Cái dương này mà mở ra cái con đêm chính nó thật luôn nhá, lực chiến anh em tăng vù vù luôn ấy. Cái tím mà đã được 60k ấy, thì cái cam chắc phải trên 100k đây, và nó cũng có cái vé quay tướng này. Mấy cái nguyên liệu mình bỏ qua này, chủ yếu là mấy cái nguyên liệu hiếm này ấy. Còn lên đỏ ấy thì sẽ được cái hồn cốt này, búa này, vé quay này, quan trọng là được cái linh thạch nhá. Đây linh thạch này, bên trong có linh khí hóa hình song ngư là nguyên liệu hoàn mỹ hiếm quá. Cái này mình không rõ lưng cái gì nhá, nhưng mà mình nghĩ mấy cái kim này kiểu gì cũng thiếu. Và cái cuối cùng nhá, đây cái kim ơi, ngoài cái dương hồn cốt phải không, à đâu, ngoài cái hồn cốt đấy, quả trứng này, cái búa ấy, nguyên liệu thì nó được nhiều hơn ấy, thì nó được thêm cái dương huyền ngọc hào quang nhá. Cao nhất có thể nhận huyền ngọc bậc 9, cái này ngọc chắc là tăng chỉ số các kiểu đấy anh em ơi. Mấy cái ngọc thì đa số là hầu như là đến 40% các game đều có đấy. Nên anh em nhớ tích mấy cái búa này nhá. Tốt nhất là anh em mà cứ tích đủ full ấy thì mình mở nhá. Biết đâu ấy, cái này tổng cộng có 35 phải không? Anh em có 35 búa. Anh em mở sót một cái kim ấy thì có mà tiếc đứt ruột luôn ấy. Cái dương này ấy, thì phần trăm tỷ lệ cao thì nó sẽ ra nguyên liệu nhá. Nó ra mấy cái nguyên liệu hiếm rất là thấp ấy, nhưng mà khi mà em có nhiều rồi ấy, thì cái tỷ lệ của em tăng lên, chú ý nhá. Mới ngày đầu thì em có thể xả như mình được, nhưng mà về sau anh em nên tích nhá. Anh em tích cái búa thường này, nhất là cái búa này nhá. Cái búa thường ấy thì một ngày mình nhớ làm được 3 hay 4 cái đấy. Còn cái búa bên trong này ấy, thì anh em hên xui nhá. Nói chung anh em nên tích nhá. Cả cái bên trong này anh em tích tầm 1, 2, 3, 4, 5 tháng nữa. Nhưng mà kiểu gì về sau ấy, cái quả là cũng ngon hơn ấy. Lên anh em mà tích được ấy, về sau thì em ngon thôi. Ngon thì lực chiến anh em cao hơn anh em mà không tích 100% thôi anh em ơi. Kiểu gì cũng nhiều lực chiến hơn anh em đấy. Nhưng mà dĩ nhiên ấy, thì nó không có độc cái đấy nhá. Thường thường mà anh em chơi tích thì chắc là cũng kiểu như là dạng chuyên gia. Một là chuyên gia, hai là anh em lười. Tiếp đến là mình sẽ nói qua về cái tiệm đi. Cái game này tính năng nó rất là ít anh em ơi. Đây như cái rèn luyện này có độc cái cộng hưởng này ấy, thì em cho tướng vào ấy thì nó bằng với level con thấp nhất thôi. Giờ là có một con tanker này, một con đêm, chắc giờ mình sẽ cho thêm một con búp máu nhá. Mình nhớ không nhầm là con long công này búp máu, đây mình cho vào luôn này. Cái game này ấy, thì em phải xây item đi mấy cái sự kiện động nhá. Đây còn hai cái slot nữa đủ một tem nhá. 675 kim cương thì nó tương đương với 675 cái nguyên liệu nhá. À quên nhở, mình chưa nói về cái trang bị không? Khi mà anh em qua cái chương 8 thì nó sẽ mở cái bí cảnh. Mời em đi bí cảnh thì nó sẽ được cái trang bị. Và trang bị anh em chỉ đánh mấy con boss mình ra nhá, mấy con thường nó sẽ không ra đâu. Đây ví dụ như mình đánh qua phải không? Mình mở càn quét này ấy, thì sẽ có thì ra trang bị trắng 1 sao, lam 1 sao hoặc là lam 2 sao nhá. Phần trăm cao sẽ là trắng và lam 1 sao ấy, 2 sao rất là ít luôn. Từ chương 1 đến cái chương 4 ấy, bí cảnh 1 đến bí cảnh 4 ấy thì nó ở đâu ba ấy thì nó đều được cái trang bị như này luôn nhá, nó chỉ nhiều hơn cái đồng xu ấy thôi. Còn về cái chương 4 thì mình tạch luôn từ con đầu tiên nhá anh em, không hiện tại mình đang top 10 anh em ơi. Cái lực chiến của mình ấy bị rớt 42 rồi anh em ơi, vừa 38 giờ xuống 42 rất là căng luôn, sắp rớt tốt là 10 rồi. Nếu mà không có gì thay đổi ấy, mà anh em server mình đông ấy, lạp nhiều ấy thì chắc là mình sẽ bị rớt tốt là 10 nhá. Nhưng mà kiểu gì sau mình cũng lên thôi anh em ơi. Anh em kiểu gì cũng nhảy server hoặc là nghỉ ấy, kiểu gì cũng nhảy. Anh em mà nghỉ nhiều ấy là mình lên được thôi.
Còn về cái trang bị ấy, trang bị lam ấy thì nó tăng lực chiến rất là ít nhá. Cộng với hiện tại mình chưa có cường hóa mấy tinh nguyện trang bị ấy, nên là nó không nhiều ấy. Về sau ấy, cái trang bị cam mà em được cường hóa tinh nguyện lên ấy, lực chiến nó phải bằng cái hồn cốt nhá, chú ý cho mình nhá. Bằng cái hồn cốt đó, tí mình ra soi cho anh em xem nhá. Đây trang bị hiện tại con tanker mình ấy, đây. Lam 1 sao này. Đấy, hai cái lam 1 sao nha em ơi, cộng với đâu? Ba cái lam 1 sao nhá. Đa số là anh em sẽ ra cái 1 sao lam. Còn 2 sao lam rất là ít nhá. Đây mình sẽ soi qua anh em top cho em xem này. Xem thông tin. Hồn hoàn 10.000 năm này. Hồn cốt anh em ơi, hồn cốt 109k này anh em ơi, 109k này. 2 sao 106k. Cái đầu tiên này thì lực chiến nó nhiều nhất nhá. Riêng cái này M2 sao ấy. À cái này còn phải thêm chú ý dòng này em ơi. Rồi, lực chiến nó ở phần dòng này em ơi, cả dòng nhá. Dòng đẹp thì cái này chắc ngoài tầm 130k nha em ơi, rất là nhiều luôn. Còn về cái trang bị không? Trang bị chắc bạn cho con đới hoạch xài à? Đúng rồi. Em không? Trang bị cam nha, 1 sao này. 159k. Hơn cả cái hồn cốt cam nhá. Đây bà này lên tinh luyện cộng 10 này. Cường hóa cái này không biết là cường hóa tinh luyện nhìn đâu nhỉ? Hình như cái này nó chỉ có cái cường hóa phải nhá. Đây cộng 10 này. Đấy anh em có thể cái trang bị nó tăng cũng khá nhiều nhá. Mở cái gói trang bị mình nhớ là tận 12k em cương ấy. Còn cái gói hồn cốt thật chứ gói hồn cốt anh em là không đủ mua rồi ấy. Đừng nói đến cái trang bị nhá. Ok cuối video chắc là mình sẽ nói về cái tiệm đi. Đầu tiên là cái tiệm sách tác nhá. Cái này thì anh em mua cho mình cái hồn tức giảm đá nhá. Tiếp đến là cái tiệm bạc ấy. Anh em nhận free thôi, còn cái hồn tức, cái hồn tinh ấy, anh em thiếu thì mua nhá. Còn không thiếu thì anh em đừng mua. Tiếp đến là cái tiệm đồ ấy, tiệm này ấy. Anh em chỉ đổi tướng mình nhá. Tướng thì anh em sẽ có hai lựa chọn, một là con đới bạch, hai là cái con ba đại tây. Anh em ở chơi nào thì em đổi đấy. Cái tiệm đại đấu hồn này cũng vậy nhá. À đâu. Thường thường ấy, anh em sẽ chơi con tiểu vũ nên chắc phần trăm cao anh em sẽ đổi con tiểu vũ này hoặc là con chú thanh nhá. Thường thường đầu game anh em xài cái con đới ngoài tay rồi lên con đường hạo ấy. Phần trăm thấp là anh em chơi rất là ít đấy. Nên đa số là anh em sẽ đổi con chú lúc thanh cộng với con tiểu vũ. Còn về con áo tư lạp búp cũng khá ngon nhá. Nhưng mà anh em cũng không chơi nó đâu. Mình nhớ có một con búp ngon hơn mà anh em cũng đổi tướng nhá. Tiếp đến là cái tiệm phe này nhá. Cái tiệm phe anh em chú ý nhá. Em từ từ đừng đổi cái vé quay vội anh em tích ấy. Để về sau xem cái linh thạch này nó có cần nhá. Nếu mà cần ấy thì anh em tích đổi cái linh thạch. Còn không cần ấy thì anh em đổi cái vé quay cũng được. Tiếp đến là cái tiệm mê đảo nhá. Em chú ý cái này nhá. Cái tiệm này ấy, anh em không đổi vé quay. Không đổi mấy con tướng ngoài con Linh Vi Vi nhá. Cái con này là tướng búp ngon nhất trong dàn búp nha em ơi. Nó kiểu như là tướng meta ấy. Như cái con đường ta mấy con đới bông bạch đầu game anh em ơi. Chú ý cho mình con Vinh Vinh nhá. Trong cái shop này ấy, anh em kiếm được nhiều chỉ đổi con Vinh Vinh thôi. Còn về cái shop cuối ấy, thì em chú ý nhá. Ở giai đầu anh em có thể đổi vé quay ok. Nhưng mà từ một tuần trở đi anh em không đổi nhá. Anh em tích để về sau xem cái thần đệ ấn ký này cộng với cái linh thạch ấy. Cái nào hiếm mới cần thiết thì anh em tích để đổi nhá. Nhưng mà mình thấy anh em vẫn nên tích nhá. Biết đâu về sau anh em có kim cương ấy thì cũng không được ấy, nên chú ý nhá. Đây như mình chơi phải không? Mình chơi con tanh này. Con đường tam này, con tiểu vũ ấy. Thì cái shop này mình sẽ đổi full con Vinh Vinh nhá. Một con này. Tiệm phe ấy thì mình sẽ tích để xem cái linh thạch nó có cần không này. Tiệm đại đấu hồn ấy thì mình sẽ đổi cái con tiểu vũ nhá. Đây hai con này. Còn tiệm này thì mình sẽ đổi con đới bông bạch ba con. Đấy. Trong cái tiệm thì nó đã có 3 con để mình đổi rồi. Chỉ còn có 2 con nữa thôi. Thôi ok, mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video hướng sau. Bye bye anh em.